tiểu sử biên tập viên Vân Anh. Những điều ít biết về gia đình kín tiếng của biên tập viên Vân Anh. Biên tập viên Vân Anh rời khỏi chương trình đã gắn liền với tên tuổi của cô ở đài truyền hình Việt Nam, khiến những người hâm mộ không khỏi nuối tiếc. Nhắc đến biên tập viên Vân Anh, người dẫn chương trình thời sự 19 giờ, chắc hẳn ai cũng biết. Cô tên đầy đủ là Nguyễn Trần Vân Anh, sinh năm 1975 tại Hà Nội. Cô là một trong bốn biên tập viên trụ cột, thường xuyên giữ sóng bản tin thời sự 19 giờ hơn 20 năm nay, bên cạnh những gương mặt như biên tập viên Quang Minh, Hoài Anh và Diệp Anh. Năm 2016, biên tập viên Vân Anh nói lời chia tay đài truyền hình Việt Nam. Quyết định này của cô khiến đông đảo khán giả tiếc nuối. Bởi không chỉ là một người chị cả có kinh nghiệm nhiều năm trong dàn biên tập viên, cô còn gây ấn tượng bởi phong thái chuyên nghiệp, lối dẫn dắt lưu loát, linh hoạt và giọng nói đầy cảm xúc của mình. Rời đài truyền hình Việt Nam cũng là quyết định rất khó khăn, khiến cô cũng rất buồn. Vân Anh chia sẻ, có thể nhiều người bất ngờ khi tôi rời khỏi đài truyền hình Việt Nam, nhưng với tôi thì đó là ý định cũng từ lâu rồi. Chính môi trường làm việc, chính sự tin yêu của khán giả đã níu kéo tôi cho đến ngày hôm nay. Nhưng đến một lúc, tôi cảm thấy mình cần phải rẽ sang một hướng khác, mở ra một hướng đi mới cho mình, hướng đến tương lai hơn. Tất nhiên là quyết định này cũng rất khó khăn, bởi không dễ gì mình có thể từ bỏ một thứ đã quá gắn bó và thân quen với mình trong suốt 20 năm qua, Vân Anh từng chia sẻ. Vân Anh sở hữu gương mặt xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng và phong cách làm việc chuyên nghiệp, lại hoạt bát, khéo léo. Vân Anh là biên tập viên để lại nhiều dấu ấn đối với khán giả truyền hình. Năng động, cầu thị trong công việc, nhưng ngoài đời, biên tập viên Vân Anh là người rất kín tiếng trong chuyện riêng tư. Tuy nhiên, từ những hình ảnh và chia sẻ hiếm hoi về gia đình, thì người hâm mộ không khó để nhận ra nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc viên mãn của gia đình cô, được ống kính ghi lại ở nhiều vùng đất, địa danh trên thế giới. Người hâm mộ cô qua màn hình nhỏ lại thêm một lần nữa ngưỡng mộ cuộc sống phía sau ống kính, trở về làm vợ làm mẹ của hai cậu con trai đáng yêu, kháu khỉnh, tên là Kit và Kem, cùng người chồng là bác sĩ nổi tiếng có bàn tay vàng, là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thạch sinh năm 1954, lớn hơn cô 21 tuổi. Ông từng đảm nhận chức vụ phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức Hà Nội và được Bộ trưởng Bộ Y tế trao bằng khen tháng 11 năm 2015. Phó giáo sư Thạch được giới y học Việt Nam tôn vinh là người có đôi tay vàng trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống và là người tiên phong xây dựng nên khoa phẫu thuật cột sống của Bệnh viện Việt Đức. Trong một lần chia sẻ về ông xã, Vân Anh cho biết, chồng tôi là một bác sĩ, hàng ngày vẫn luôn gặp biết bao số phận khó khăn. Có những nông dân bị mắc bệnh hiểm nghèo phải bán hết đồ đạc trong nhà, có người không có tiền phải vay nợ chồng chất. Thế nên, khi biết vợ tham gia những hoạt động xã hội, anh động viên và vẫn nói rằng, hãy làm tất cả những gì có thể. Dù là một việc rất nhỏ thôi nhưng là nhỏ với mình, còn với những người có hoàn cảnh thì mọi sự giúp đỡ, mọi lời động viên đều luôn đáng quý. Chia sẻ về người bạn đời của mình trên báo chí, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thạch cũng không giấu được sự tự hào. Công việc của bà xã tôi chẳng nhàn hơn tôi là mấy, thậm chí còn bận rộn hơn. Nhưng nhờ vợ khéo tài co kéo và sắp xếp công việc, nên cũng tranh thủ chăm sóc con cái, còn tôi thì dành nhiều thời gian chăm sóc bệnh nhân. Tuy công việc bận rộn, nhưng cả hai vợ chồng biên tập viên Vân Anh đều luôn cố gắng sắp xếp dành thời gian chăm chút cho gia đình nhỏ của mình và đề ra những phương pháp hợp lý nhằm nuôi dạy hai cậu con trai trở thành những thanh niên năng động, giỏi giang, có nhân cách tốt. Tôi và chồng tôi đều có chung quan điểm dạy con, đó là sống ở trên đời phải biết yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh. Đơn giản nhất là những quyển truyện con đã đọc, những đồ chơi cũ của con, với con những thứ đó là cũ rồi nhưng với nhiều bạn nhỏ khác thì là mới. Thế nên con cần chia sẻ, tặng cho các bạn, biên tập viên Vân Anh tâm sự. Vân Anh từng chia sẻ, luôn có cảm giác mắc lỗi với các con khi quỹ thời gian dành cho hai cậu con trai quá ít. Cô luôn thèm những giây phút được ở bên các con, được các con quấn quýt bên cạnh, ôm ấp, chơi đùa. Cô cho biết, tài sản vô giá của mình chính là con cái. Mỗi khi thu xếp được thời gian, hai vợ chồng biên tập viên thời sự Vân Anh thích đưa các con đi du lịch. Với Vân Anh,
được cùng chia sẻ những cảm xúc khi đến một vùng đất mới. Trước mỗi cảnh đẹp, kỳ quan, với chồng con là niềm hạnh phúc lớn nhất. Vợ chồng cô chịu khó hướng con đến các hoạt động từ thiện, vui chơi thể thao, âm nhạc hay tổ chức các chuyến picnic, để các con được tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau, với nhiều hoạt động ý nghĩa. Theo Vân Anh, đó sẽ là cánh cửa mở ra thế giới mới với các con một cách trực quan nhất. Dù hai con còn nhỏ, nhưng vợ chồng cô không ngại đưa con đi du lịch cùng trong những chuyến xuất ngoại. Không chỉ khéo léo trong công việc, Vân Anh còn tinh tế trong cách ứng xử với người bạn đời, giữ được không khí ấm áp, ngập tràn tiếng cười trong gia đình nhỏ của mình. Cô chia sẻ, trong mỗi gia đình, người phụ nữ không khác gì cái máy điều hòa cả. Khi không khí nóng, ngột ngạt thì mình phải làm mát và ngược lại. Khi có dấu hiệu lạnh rồi thì mình phải làm cho ấm áp, cô nói. Vân Anh thực sự là người phụ nữ khiến chúng ta yêu mến. Dù cô đã nghỉ việc ở đài truyền hình Việt Nam, nhưng tên tuổi và hình ảnh của cô sẽ còn mãi trong lòng người hâm mộ. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!